Nè, nói nghe nè. Hôm nay mình tiếp tục kể cho nhau nghe những câu chuyện ma, những câu chuyện tâm linh, những câu chuyện mà chính các bạn đã trải nghiệm. Đã trải nghiệm là có thể mình thấy tận mắt, mình nghe tận tai, mình cảm giác được. Và trải nghiệm cũng có nghĩa rằng có thể là do một người nào đó trong gia đình hay bạn bè kể lại cho mình nghe, rồi mình viết thành câu chuyện để gửi về cho Việt Thảo. Đây là những câu chuyện nằm trong tháng 4 nha, những câu chuyện nằm trong tháng 4. Việt Thảo sẽ cố gắng sắp xếp, không cần biết bận cỡ nào, không cần biết là đang đi đâu làm gì, cũng cố gắng làm sao để mà kể cho các bạn, để giữ cho những câu chuyện của các bạn đã gửi cho Việt Thảo sẽ được mọi người nghe, mọi người biết đến. Và chỉ mong rằng Việt Thảo có đủ thời gian sắp xếp để kể được nhiều hơn, thời lượng nhiều hơn để cho các bạn nghe đã hơn, và đồng thời không phụ lòng những người đã gửi chuyện về cho Việt Thảo nhé. Rồi, hôm nay là những câu chuyện của Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương đây là nickname của một bạn. Rồi câu chuyện con ma chuối của Nguyễn Thanh Cường. Nguyễn Thanh Cường gửi cho Việt Thảo ít nhất cũng phải 6-7 cái email, và mỗi email là có những cái chuyện trong đó. Rồi câu chuyện ma của Đặng Văn Trắng. Đặng Văn Trắng là người đã từng gửi chuyện trước đây. Câu chuyện ma của Nguyễn Đình Trọng nữa. Và xin chuẩn bị tâm lý, đây không phải là truyện ma hay là tiểu thuyết hồi hộp kinh dị. Nó là sự trải nghiệm của mỗi một cá nhân và được thể hiện dưới những cái ngòi bút, ngòi viết khác nhau. Chúng ta nghe và chúng ta thưởng thức ở đây như là để biết thêm về những sự việc nó xảy ra trong trong dân gian, mà mỗi nơi mỗi khác, mỗi bàn mỗi khác. Nghe để mà thưởng thức nha, nghe để mà tìm hiểu, và đồng thời nghe để giải trí, và cũng là như có bạn nói là thuốc ngủ mà không cần phải uống thuốc, ngủ đã lắm luôn. Rồi bây giờ bắt đầu vào chuyện bên lề. Kỳ này là lần thứ 1021, và những câu chuyện ma mà Việt Thảo sẽ kể sau đây sẽ được xếp vào kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 136. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đây là những câu chuyện ma của Ngưu Ma Vương. Em đã gửi cho Việt Thảo và với cái tựa là chuyện ma mà con đã từng gặp. Cái thư này tôi đã nhận được vào ngày 8 tháng 4 lúc 6 giờ 42 phút sáng. Nội dung như sau. Dạ, kính thưa chú, con xin mạn phép kêu chú bằng tía, vì tía đáng tuổi cha con ở dưới quê. Con dân gốc miền Tây nên cho phép con xưng bằng tía nha tía. Có điều gì mong tía bỏ qua cho con. Con đã xem các chương trình của tía từ hồi còn nhỏ, và khi con biết được tía có kênh trên YouTube kể chuyện bên lề. Nay con xin góp hai câu chuyện mà chính con đã gặp mà con vẫn nhớ rõ từng chi tiết. Con không biết đây có phải là do tụi con suy nghĩ bậy bạ nên mới gặp hay không nữa. Mong tía trả lời giúp con. Cái thứ mà con gặp trong câu chuyện thứ hai là gì? Con xin không kể tên các nhân vật trên nha tía, vì sợ nhắc lại sẽ ăn ngủ không yên. Một lần nữa con xin cảm ơn tía. Câu chuyện con chỉ kể lại cho người thân con nghe và chưa từng đăng trên các bài viết nào ạ. Và bây giờ câu chuyện như sau. Cách đây 2 năm về trước, vào cái ngày 29 tháng 4, thì nhóm tụi con có tổ chức đi phượt về miền Tây chơi, vì tụi con được nghỉ vài bữa, nghỉ lễ. Rồi sẵn tiện thì tụi con ghé thăm nhà của một người bạn ở dưới miền Tây, đó là thành phố Vĩnh Long. Và câu chuyện thì xảy ra ngay trong cái đêm 29 đó. Đêm đó tụi con đã chuẩn bị đồ đạc để đi
nhiều lắm. Bình Định đi 3-4 ngày. Rồi sẵn đón 4 đứa bạn từ Gò Vấp xuống nhà. Vì nhà con ở Cần Giuộc, Long An. Đón xong để dắt tụi nó xuống Vĩnh Long. Tại vì tụi nó là dân Sài Gòn nên không biết được. Khoảng 11:30 thì tụi nó tới và chúng con bắt đầu khởi hành. Trên đoạn đường từ nhà con cho tới cái khu vực của thành phố Tân An thì chẳng có chuyện gì xảy ra cho đến khi đến Bến Tre. Trong đám của con có một thằng bạn được mệnh danh là Thổ Địa, nên nó nảy ra một ý tưởng là nếu bây giờ mà mình đi đến nơi thì chắc tầm 3-4 giờ thôi. Mà giờ đó thì vợ chồng người bạn của nó ngủ chưa dậy, rồi ai ra đón. Bây giờ thì tao biết một đường đi hơi xa, mình có thể chạy tàn tàn tới dưới là sáng luôn, tụi bay thấy sao? À, nó nói như vậy. Thì cả đám mới ngồi suy nghĩ, thấy cũng có lý, nên ừ, và cùng nghe theo ý kiến của nó. Riêng con thì cũng không có biết cái đường đó gọi là đường gì, mà đi cả đoạn từ Bến Tre sang phà là tới Vĩnh Long. Thì lúc đó cũng 2 giờ kém, cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy. Cái đoạn đường đầu á, thì có đèn, đèn ở ngoài đường, nhà dân thì cũng đông đúc, nên có, cũng chẳng có nghĩ ngợi gì, cứ tàn tàn mà chạy. Nhưng mà cho đến khi bước sang cái con đường tối om, nhà thì chẳng có, đèn thì không có, nó tối đến mức mà con thử ngoái quay lại phía sau lưng thì không thấy được cái gì hết. Chỉ bật đèn xe và chạy theo tụi nó thôi. Khi đi được một hồi thì con mới bảo tụi nó, ê, ngưng lại cho xả lũ cái đi tụi mày ơi. Phải thiệt tình mà nói, đâu có nín được lâu. Tại trước khi đi thì cả đám ghé nhà con, đứa nào đứa nấy cũng uống hết bụng nước rồi. Thì cái sự việc xảy ra là ngay đúng vào lúc tụi con dừng xe lại. Trong đám 5 người á, thì 4 đứa là nam, 1 đứa là nữ. Thì cái con nhỏ con gái này nó ngại, nó mới xoay mặt qua chỗ khác, nó không dám dọn. Tụi con đứng đái hướng này thì nó nhìn qua hướng kia. Thì lúc đó bất chợt có một thằng ở trong đám hét lên, làm cho mọi người giật mình hết. Ê má, cái gì trước mặt kìa tụi bay? Nó vừa la vừa nói, nó vừa chỉ tay về phía mấy cái ngôi mộ mà ở gần gần xa xa thấp thoáng mình thấy được. Lúc đó theo cái hướng chỉ của nó, phải nói lúc đó con cũng đứng hình luôn, vì con thấy rõ ràng trước mặt con là một người mặc áo trắng, tóc thì phủ xuống mặt, mà đang lết ở dưới ruộng. Lết chứ không có đi. Phải nói lúc đó con hồn vía lên mây hết rồi. Thì không có đứa nào kêu đứa nào hết, súng nhau cả đám ù té chạy hết, nhảy lên xe dâng một lèo mà không đứa nào dám quay lại. Tụi con phóng một mạch chạy ra tới chợ. Thì khi đã tới chợ, tụi con mới ghé vào một cái quán ăn gần đó để ăn sáng, và ai cũng mệt mỏi hết. Thì cả đám ăn xong định hình lại rồi mới ngồi kể lại cái cảnh lúc nãy. Thì cái nhỏ gái mà khi tụi con đứng đái, nó không có thấy gì, nó dòm bên kia, nó chỉ nghe la chạy là nó chạy. Nó mới hỏi là mấy anh hồi nãy làm gì mà la làng sùm hết vậy. Tụi con mới kể lại cho nó nghe. Nó chỉ biết ngồi im, nhưng mà nhìn mặt nó đủ biết nó sợ, nó biến thành xanh hồi nào không hay. Thì sau khi mà qua phà là tới Vĩnh Long, thì lúc đó mới 6 giờ cũng còn sớm. Cho nên tụi con nghĩ thay vì mình chờ mấy tiếng đồng hồ, bạn nó ra nó đón, thôi cũng không có bao nhiêu tiền, mấy đứa súng nhau
thuê một cái nhà trọ ở gần đó để mà mình nghỉ chân chút, rồi sáng bạn ra đón. Thì khi thuê xong, cả đám đứa nào cũng mệt hết, nên vừa đặt lưng xuống là ngủ ngay. Chỉ có con là phải nói khó ngủ lắm, lạ chỗ ngủ không có được. Nên con đi ra ngoài trước, ngồi xuống hút thuốc, rồi mới nhắn cái địa chỉ cho hai vợ chồng đứa bạn dưới này để nó ra đón tụi con khi nó thức dậy. Khoảng 8 giờ sáng thì hai vợ chồng của nó tới, nên con vô để kêu mấy đứa kia dậy chuẩn bị đi theo mấy đứa bạn về đón mình về. Thì ai cũng thức dậy hết, riêng cái thằng mà hồi nãy la làng lên đó, nó chỉ mở mắt ra mà nó u ớ, nó không có chịu dậy. Cái này mới lạ, nó làm như nó bứ xứ vậy, nó ngủ no lắm, say lắm. Thì con mới la nó, nói mày dậy mà đi rửa mặt đi, rồi qua nhà tụi nó cho tao ngủ cái, tao mệt quá rồi nè, không có ở đó mà giỡn nữa. Con nghĩ là nó ngủ chưa đã rồi nó giỡn, hay nó ráng nướng một chút. Mà trong khi con chưa ngủ nữa, con cũng hơi bạo quạo trong bụng con cự đó. Thì con thò tay con kéo nó dậy, nhưng mà nó cũng không dậy, mà cái miệng nó cứ u ớ. Mà hai con mắt nó thì lạ lắm, nó không có bình thường, làm cũng như nó đỏ lòm, mà nó đỏ hơn là mắt ta bị nhậm nữa, không hiểu tại sao. Rồi hai đứa bạn con cũng nhào vô súng tiếp với con, kéo nó ngồi dậy, mà không hiểu tại sao cả ba thằng đều là thanh niên khỏe mạnh sức trâu vậy đó mà kéo nó không nổi. Ba thằng làm không lại một thằng. Con thấy có chuyện bất thường rồi, con mới chạy ra xin cái người chủ nhà cho con vài cây nhang để con thắp con giấy rồi con cúng. Sau khi lấy nhang xong, con khấn giấy thì chẳng bao lâu sau nó ngồi dậy. Rồi sau đó cả bọn rời cái khu nhà trọ đó mà đi về nhà bạn. Thì trên đường đi, trước khi tới nhà người bạn, bạn cũng dẫn vô, tấp vô một cái quán cà phê để ngồi uống. Thì lúc đó cả bọn mới xúm nhau hỏi chuyện, thì nó mới kể lại, mà vừa kể lại mà rõ ràng cái nét sợ hãi vẫn còn, mồ hôi nó giả ra như tắm. Nó nói như vậy: hồi nãy trong nhà đó, chính cái người đó và mấy người nào đó mặt mày đen thui, nó ngồi lên trên người tao rồi bóp miệng tao lại nên tao không có nói được. Nghe xong thì cả đám cũng lạnh hết người. Rồi hai vợ chồng đứa bạn đến đón tụi con về nhà nó đó, mới cho biết là cái nhà trọ mà tụi mày ở hồi nãy mới có hai người tự sát ở trong phòng đó. Nghe tới đây thì cả bọn thực sự mà nói không còn ham vui gì nữa hết, chỉ muốn lấy xe chạy về nhà cho rồi. Thế là xong chuyện và kết thúc chuyến đi phượt mà từ trước đến giờ con mới có cái cảm giác lo sợ trong người tới như vậy. Đó là câu chuyện thứ nhất. Đây là cái câu chuyện ngắn mà từ lúc nhỏ con đã gặp, xin kể cho chú nghe. Cái năm mà con được 12 tuổi, ai cũng biết cái tuổi mà chỉ có học rồi đi chơi chứ không có biết làm gì hết. Còn một cái nữa mà hầu như đứa nào cũng giống nhau, đó là tụ tập lại rồi đi phá làng phá xóm cho nó vui. Mà cái lứa tuổi đó lúc đó thì tụi con chơi thì chơi, trò gì cũng có, nhưng mà cái thú vị nhất là đi hái trộm trái cây ở vườn nhà người ta. Có một điều phải công nhận là mình mua thì có tiền mua, ăn thì cũng giống nhau thôi, nhưng mà tại sao ăn nó không ngon bằng cái trái cây mà mình đi hái trộm, mà vừa hái trên cành xuống, ô cha, nó ăn ngon làm sao á. Cho nên tối đó tụi con mới xách xe đạp chạy vòng vòng để xem coi nhà nào có xoài xanh để mà leo hái về chấm nước mắm được. Tụi con chia thành hai nhóm, một nhóm mấy đứa ở nhà lo làm đúng mắm đường sẵn để chờ, bởi vì đi đông quá cũng không nên ồn ào.
chỉ mấy đứa chiến thôi mới xách xe chạy đi để mà ăn cắp xoài đem về nhậu. Nhậu đi chứ thật ra nói cái tiếng như người lớn chứ đâu có uống rượu gì đâu, ăn cho nó đã. Thì cái nhóm của tụi con mấy đứa đi kiếm xoài đó lượm vài vòng thì khám phá ra một cái mảnh đất khá rộng, mà ở xung quanh thì chẳng có nhà cửa gì cả. Tụi con mới quăng xe vào góc tường và từng thằng một leo vào bên trong. Phải nói cái hàng rào này cao lên tầm cỡ khỏi đầu à, chứ không có thấp, mà leo lên cũng khó dữ lắm. Thì cứ đứa này cõng vai nương cho đứa kia leo vô, và sau cùng thì đứa chót leo qua hàng rào dưới sự phụ giúp của những đứa còn lại. Thì khi vào được bên trong, cái cảm giác giống như mình lọt vô cái giữa trái cây vậy. Ôi xa ơi, đủ loại trái, đủ loại cây hết trơn. Mà thay vì giữa thì trái cây để trong thúng, trong nia, trong sàn, trong rổ, hay là trong càng xé. Ở đây là nó lủng lẳng ở trên cây, đầy hết. Nhưng mà đa số đó là xoài. Còn những trái cây khác có nhưng mà nó không nhiều bằng. Và có một điều đặc biệt là ngoài những cây xoài rất nhiều ra, nó có một cái cây chuối. Mà cây chuối này hình như chỉ có một cây, nó nằm ngay giữa cái vườn. Cây nào thì cũng có trái, không nhiều thì ít, nhưng riêng cây chuối thì không có buồn nào hết, mà nó rất to. Nhìn thấy thì thấy vậy, nhưng mà không có quan tâm lắm. Mục đích của mình hái xoài mà. Rồi, khi mà mọi người đang leo để hái xoài, thì bên cạnh của con, nó kêu một cái bịch một cái. Ui cha ơi, thằng nào nó mới té. Tụi con cười mới chọc nó. Ê, bộ khỉ leo cây cũng bị té nữa mày. Thì cả đám mới bật cười thôi. Nhưng mà vừa mới cười lên thì không ai bảo ai hết, tự nhiên cả đám im lặng hết. Là tại vì không phải riêng con, mà đứa nào trong nhóm khi bật lên tiếng cười cũng đều nghe có tiếng cười phát ra của ai đó. Cười giống như cười mà bụm miệng lại, cười khúc khích. Thì cả bọn đang giáo giác nhìn, không biết cái tiếng cười đó từ đâu mà lạ. Nó không phải là tiếng cười của tụi con đang chọc cái thằng té. Thì trong khi đang giáo giác nhìn thì thấy thằng Tí nó ngồi như chết trân vậy. Tai nó thì đang chỉ về phía hướng cây chuối. Cả bọn không biết mới leo tụt xuống, chạy lại phía thằng Tí, nhìn theo hướng nó chỉ. Thì trước mặt tụi con là một cái đốm sáng màu đỏ sậm, nó giống như là cái bắp chuối vậy. Cái màu nó sậm như vậy, mà đây là đốm sáng chứ không phải bắp chuối. Nó đang bay lên rồi nó bay xuống, rồi thỉnh thoảng lại nghe cái tiếng cười khúc khích, như là có ai đó đang cầm cái lồng đèn hay cầm cái gì sáng mà dở lên dở xuống như này mà chọc ghẹo tụi con vậy. Vừa cầm cái đèn đưa lên đưa xuống mà cười. Ui cha ơi, cả đám hết hồn hết vía, chạy ra ngoài phía hàng rào. Có thể nói một cái sức mạnh kỳ lạ, khi mà người ta sợ quá nó có được mà bình thường không có. Vô nghe, đứa này cõng đứa kia, leo kéo đưa đẩy, còn bận ra không cần ai giúp đỡ, một mình phóng một cái dèo đeo lên rào rồi trường leo bò gì không biết cũng đều ra ngoài trót lọt hết. Thì tụi con chạy về đến nhà thì lúc đó có mấy người lớn đang nói chuyện, nên tụi con cũng thuật lại, và người lớn nói cho tụi con biết đó là quỷ chứ không phải là ma, và cấm tụi con cũng như khuyên tụi con là không bao giờ được bước chân đến cái khu vực đó nữa. Câu chuyện của con đến đây xin hết. Con xin chúc cho Tía luôn luôn khỏe mạnh và luôn thành công trong công việc. Và quý vị khán giả ơi, hãy dành một like và một sub cho Tía để làm động lực cho Tía ngồi kể những câu chuyện cho chúng ta nghe nhé. Xin cảm ơn. I love Tía. Đây là chuyện con ma chuối của Nguyễn Thanh Cường.
Đây là cái thư của Nguyễn Thanh Cường Việt Thảo nhận vào được ngày 11 tháng 4 lúc 12 giờ 17 phút sáng. Chào chú Việt Thảo, con tên là Nguyễn Văn Cương, tên thật là Nguyễn Thanh Cường. Năm nay thì con 20 tuổi, con có một câu chuyện ma tâm linh của con hồi nhỏ, con muốn kể cho chú nghe. Câu chuyện của con 90% thật và 10% là tâm linh. Trước khi con kể, con xin chúc chú và gia đình chú vui vẻ và thành công trong công việc. Gia đình của con gồm có 5 người, đó là bà nội nè, là 1, ba với mẹ là 2, với mọi bà nội là 3 rồi đó. Chú của con là 4, và người thứ 5 chính là con. Bà nội của con là giáo viên trường y học nhưng mà đã nghỉ hưu rồi, nên hàng tháng được nhà nước phát lương hưu bổng. Lương hưu tức là có được hưởng tiền nghỉ việc. Bà nội của con thì đã 60 nhưng mà vẫn phải tiếp tục công lưng ra làm việc giúp mẹ con, nuôi con và ba con. Con á thì hay ốm đau liên tục và tiền sử của con là hen suyễn. Ba con thì lúc nào cũng nhậu nhẹt, nhậu từ năm này sang năm khác. Còn ông chú của con thì hay la bà nội, rồi cự nữ với ba, rồi cãi với mẹ, mẹ của con. Phải nói là cả nhà lúc nào cũng xích mích, và đặc biệt nhất đó là vấn đề tiền bạc. Ông nội con thì đã qua đời hơn 10 năm rồi, mà hầu như đêm nào con và mẹ con cũng đều nghe bà nội khóc ở trước di ảnh của ông nội. Có lần thì mẹ con hỏi bà nội, sao mẹ khóc hoài vậy? Hay mẹ lại nhớ tới ba? Vậy thì mai con đưa mẹ đến thăm mộ ba để mẹ bớt nhớ nha. Bà nội mới nói là không phải vấn đề nhớ thương, mà tại vì mẹ nằm mơ thấy ba hiện về, nói là thằng bé sẽ không có sống qua năm nay, nên mẹ buồn lắm. Mẹ không ngờ cái thằng cháu thương yêu của mẹ lại sẽ ra đi sớm như thế. Thì lúc đó mẹ của con mới nói là mẹ đừng có lo, mai để vợ chồng con dẫn bé đi khám. Thì lúc khám bệnh bác sĩ mới thông báo là con bị lao phổi. Thì khi hay tin này phải nói là bà nội với mẹ con mất hết hy vọng rồi. Bác sĩ mới nói là con không có bị sao cả, bệnh này sẽ khỏi nếu được điều trị đúng cách. Thì sau đó con được điều trị ở nhà. Qua sự chăm sóc của bà nội với mẹ thì bệnh tình của con cũng thuyên giảm dần và không có còn nguy kịch như hồi trước nữa. Có một buổi trưa con nằm ngủ, con mơ thấy ông nội hiện về, nói là con sẽ không có sao. Ông nội khuyên con phải cố gắng sống cho khỏe và phải nghe lời ba mẹ và bà nội, rồi không được cãi lời người lớn. Nếu không ngoan thì ông nội sẽ dẫn con đi. Nói xong thì ông nội biến mất. Khi đó, sau khi đó con thức dậy thì con có kể lại sự việc mà con đã nằm mơ cho mẹ và nội nghe. Thì mẹ với bà nội lên thắp nhang tạ ơn ông nội. Thì đêm đó bà nội con ngủ và trong giấc mơ ông nội có hiện về, có kêu bà nội mau bán nhà rồi chuyển gia đình sang nơi khác mà ở. Nếu ở đây thì trước sau gì cái con quỷ ở cây chuối cũng sẽ lấy mạng con dâu và cháu nội. Con còn nhớ có một lần vào ngày đám giỗ ông nội, con nè, rồi bà nội với mẹ con cùng gia đình làm thức ăn để chuẩn bị mang lên cúng kiến đại khách và hàng xóm. Nhưng mà lúc đó mới phát giác rằng mình còn thiếu cái món thịt gà luộc, nên mẹ con mới sai ba con ra sau nhà bắt con gà vô để mà làm thịt. Ba con đi ra bắt gà,
mà ba đi lâu lắm, ở nhà không thấy mang gà vô. Cho nên bà nội mới hỏi mẹ con: nè mẹ thằng Cường à, sao thằng Tiến nó bắt gà hơn một tiếng rồi mà không thấy nó vào, mày đã xem coi thằng Tiến nó có sao không? Thì lúc đó mẹ con mới bảo con: Cường, mày chạy ra kiếm ba mày xem ông đang làm gì ngoài đó mà lâu quá chưa thấy vô. Con liền chạy ra sau nhà kiếm ba con. Con kêu réo thì nghe tiếng con kêu réo, con mới nghe tiếng của ba trả lời: Cường ơi, mày kéo tao lên coi, tao đang ở dưới ao nè. Thì ra là ba con không có đi đâu xa mà ông đang ở dưới ao. Thì con mới kêu mọi người trong nhà ra giúp để kéo ba lên đưa vào nhà để thay đồ. Ba con vào trong mới kể lại cho mọi người nghe là: tôi ra bắt gà, khi mà đi ngang qua bụi chuối thì tôi nghe tiếng cười của ai đó. Tôi quay lại thì không thấy ai hết, nên tôi nghĩ là chắc ai đó chọc ghẹo tôi thôi, nên tôi mới quay lại chuồng gà để bắt gà. Khi mà tôi quay lại, tôi đi về chuồng gà thì tôi nghe người cái tiếng của người đó cười nữa. Tôi tưởng đứa nào nó giỡn, hay nó đứng nó nhát tôi, hay là nó hù. Tôi mới chửi thề, tôi nói má vừa thôi nha mày, có ngon mày bước ra coi mày là ai vậy, mày đừng có ở đó hù tao nghe. Thì quả thật có tiếng trả lời, nó nói: tao ở bụi chuối nè, mày dám lại không? Trời đất ơi, nó dám thách thức mình nữa. Nghe nó thách thức như vậy, tôi nổi máu xung thiên lên. Tôi bước đến bụi chuối, tôi xem coi thằng nào nó dám chọc, nó thách thức tôi như vậy. Khi mà tôi bước đến bụi chuối thì tôi thấy một cái gương mặt lạ quắc á, nhìn không phải là người. Ôi cha, tôi hết hồn hết vía, tôi mới thụt lùi là một cái, ai dè nó dấp cái cục đá té luôn xuống ao đó. Mọi người thấy đó, ướt mem ướt nhẹp hết mà leo lên không được. Sau đó vào buổi tối thì lúc con và mẹ ngồi ngoài sân hóng mát thì con thấy từ bụi chuối có một cái bóng đen chạy ra thật nhanh và đến về phía cái chuồng gà. Rồi con dõi mắt nhìn qua phía chuồng gà, thấy hình như cái bóng đen đang ngồi ở đó. Con mới nói: mẹ ơi, có ai ngồi gần chuồng gà kìa. Mẹ con mới nói: thôi con ngồi đây để mẹ đi lại xem. Thì mẹ con đi tới gần chuồng gà rồi mới lên tiếng hỏi: ai đó? Sao lại ngồi ở chuồng gà của tôi? Mẹ con nói vừa dứt tiếng thì cái bóng đen nó quay lại, nó nhìn mẹ con, rồi nó cười, cười rít lên, rồi tự nhiên nó biến mất. Ui cha ơi, phải chi có ai đó mà la mà chọc nó còn đỡ, cái này nó biến mất luôn, vậy nó là ai vậy? Thế là mẹ con hết hồn hết vía, tay chân run lẩy bẩy, không biết làm sao, chưa có biết chụp nắm tay con rồi chạy, lôi chạy vô trong nhà, chứ không dám ngồi đó nữa. Chạy vô trong nhà thì bà nội thấy vậy mới hỏi: mày làm gì mà run lẩy bẩy vậy mày? Mẹ con nói là: mẹ ơi, con mới thấy có ai ngồi ở chuồng gà, con lên tiếng hỏi thì nó nhìn con cười rồi biến mất. Bà nội con mới nói: mày để đó cho tao, tao ra xem rồi mai lên chùa mời thầy về cúng cho nó một trận. Nói xong rồi bà nội mới bước ra bụi chuối. Bà chửi cái bóng đen đó: ui cha ơi, chửi như chửi người, chửi như chửi ăn trộm ăn cắp. Rồi sau đó bà nội vô đóng cửa lại. Bà nội mới nói là: tối nay không có ai được ra ngoài sân nữa nha. Rồi tối đó cả nhà con không ai dám ra ngoài hết. Ngay cả ngủ thực sự mà nói, lúc đó cũng không dám ngủ nữa. Thì mọi người chỉ nằm im đó mà sợ thôi. Tự nhiên gió từ đâu nó thổi ào ào tới, và trong cái tiếng gió đó văng vẳng bên tai, nghe như là tiếng rít lên, nó nói là tụi bay sẽ chết. Nghe cái âm thanh vang dội như vậy, chỉ biết như một lời dọa hay là một lời nguyền vậy,
chỉ nghe nói tụi bay sẽ chết. Rồi theo cái tiếng gió đó, theo cái tiếng nói đó, theo cái tiếng ồn ào, tiếng động đó, thì cái cánh cửa tự nhiên nó đổ xuống một cái rầm, y như là có ai đó tông vào cánh cửa cho sập xuống vậy. Mà quả thật khi cánh cửa vừa sập xuống, mọi người hết hồn hết vía nhìn về phía cửa coi tại sao tự nhiên nó sập như vậy, thì có một cái bóng đen xuất hiện và nó định lao thẳng vào nhà. Nhưng mà không biết tại sao nó lao vào thì nó lại chạy ngược trở ra, nó vô không được. Nó giống như có cái gì đó cản mà đẩy ngược nó ra vậy. Nó đứng đó nó nhìn, có vẻ tức tối lắm mà nó cũng không chịu bỏ đi nữa. Thì bà nội lúc đó thấy như vậy mới bước lại bàn thờ tổ. Mà có điều là trong khi bà nội đến để mà thắp nhang, để mà gian giái, thì ở ngoài, ngoài cái giông gió thì trời dần vũ, như là có chuyển mưa vậy. Thì lúc đó sấm sét nổi lên, và bất ngờ một cái vùng sáng lé lên thiệt sáng, rồi kèm theo một tiếng nổ thiệt lớn. Thì lúc đó cái bụi chuối đó bị sét đánh xuống, lửa nó cháy phần phần lên, cháy lên đến độ là mọi người hết hồn. Cả làng, cả xóm, mấy nhà lân cận mới chạy ra để mà xem coi cái bụi chuối bị trời đánh. Đến sáng hôm sau, bà nội mới cho người ra dọn dẹp bụi chuối, thì mới phát hiện ra một điều là ngay cái chỗ sét đánh đó, cái bụi chuối bị cháy đó, dọn dẹp lòi ra thấy có cái sọ của ai đó ở ngay chỗ bụi chuối. Và sau lần đó thì cả nhà con không còn thấy con quỷ đó xuất hiện nữa. Sau đây là những câu chuyện ma của Đặng Văn Trắng. Đây là thơ Đặng Văn Trắng gửi về cho Việt Thảo nhận vào được ngày 12 tháng 4 lúc 5 giờ 12 phút sáng. Nội dung như sau. Con chào chú Thảo. Câu chuyện của con hôm nay con xin được kể về những chuyện ma tại khu đất nhà con ở hiện tại và chuyện ma dẫn người. Như vậy thì có hai câu chuyện. Vào năm 1994 thì ba con được ông bà nội cho một miếng đất để cất nhà. Miếng đất của con thì kế bên nhà bác hai con. Trong thời điểm đó thì cô Tư cũng mua một miếng đất gần đất nhà của ba con. Miếng đất con thì kế bên nhà bác hai, cô Tư cũng mua miếng đất mà ở gần nhà của con. Hai miếng đất cách nhau khoảng 100 thước. Thì cô con mới bàn với ba mẹ là đất nhà mày chung dãy với nhà anh hai, cho nên không có ai dám phá gì đâu. Thôi thì hai vợ chồng mày xuống đất tao cất nhà ở dưới, rồi sẵn giữ giường cho tao luôn, về đó trồng trọt chăn nuôi gì cũng được. Nếu nói về miếng đất của cô con thì con có nghe mấy bác kể lại là sau chiến tranh thì có hai vợ chồng này đâu nghe nói là ở huyện Chợ Lách về đây mua đất cất nhà. Mọi người đều kêu là ông Năm bà Năm. Nhà của ông bà Năm thì nằm cách bờ sông chừng 50 thước. Và hiện giờ là nhà của con đang ở tại đây. Trước kia đây là nhà của ông Năm bà Năm. Có một ngày nọ đó, do bà Năm ở gần bờ sông, bà đi dọc theo sông, bà mới phát giác ra có một cái xác bị chết trôi. Mà ở dưới quê con, ai mà chết trôi đó thì người ta gọi là ông Chổng. Ông Chổng này không có thân nhân gì hết, không ai xác nhận, cho nên bà Năm mới vớt cái xác này rồi đào cái mộ chôn ở cạnh mé sông, nơi mà ông Chổng tấp vô chừng vài mét. Con nghe bác hai kể là ông Chổng ông linh lắm. Khi mà tối tối bác hai ra chòi ngủ để giữ giường để mà canh trộm, thì trong khi bác con đang nằm võng nghe đài thì ở dưới mương gần chòi như là có ai đang lội mò tôm mò cá dưới vậy. Bác nói là mới lúc đầu tao cũng sợ, nhưng mà riết thành quen
thôi kệ, mình không có phá người ta thì người ta không có phá mình. Bác kể là có hôm bác lên thăm ruộng, tới tối mới về lại nhà. Thì bác mới nói vui thôi: nè, bữa nay có công chuyện tôi về nhà, ông ở đây ông coi chừng ruộng giúp tôi nghe ông. Bác hai vừa nói dứt câu xong thì ở dưới mé mương gần bụi mái dầm phát ra tiếng cười khanh khách, giống như là tỏ vẻ đồng ý vậy. Mà quả thiệt, bữa sau lên thăm vườn lại thì thấy không có bị mất trộm gì hết. Bác kể hồi trước hễ tối tối vừa mới sập trời khoảng 6-7 giờ mà thấy cái ông già đầu bạc mà ông đi từ ngoài sông đi vô, đó chính là ông chồng đó. Thì sau này do cái phần mộ của ông chồng nằm sát với mé sông, đất thì nó từ từ nó bị lở dần, thành ra cái phần mộ của ông chồng ổng bị lở trôi cuốn theo luôn. Cho đến lúc con về sống ở đây thì con không còn thấy mồ mả gì nữa hết. Rồi bà Năm Tiến khi kể tới đây thì con mới nhớ sực lại tên của bà Năm lúc đó. Bà Năm tên là Tiến, gọi là bà Năm Tiến. Bà Năm Tiến bà mất. Rồi ông Năm ông mới kêu bán đất, ông về lại Chợ Lách ông ở. Để xin được nói thêm về bà Năm một chút. Bác con kể là lúc bà Năm còn sống, bà khó lắm, tánh tình khó lắm. Bà ghét nhất là con nít ăn cắp vặt. Mà nhà bà thì trồng nhiều trái cây lắm, mận có nè, cóc có nè, ổi có nè. Cho nên con nít hay vô để hái trộm ở nhà bà. Không biết thì thôi, biết là bà chửi tắt bếp, bà rượt bà quánh nữa. Mà không biết thì thấy hái trộm, biết bị hái trộm bà cũng chửi, mà cũng chửi tắt bếp luôn chứ không phải vừa. Cho đến khi bà Năm Tiến bà mất đi thì phải nói bà rất là linh. Ông Năm mỗi tối ngồi uống trà là bà rung bàn, bà nhát ổng cho vui cửa vui nhà. Phần là vì vợ chồng nên ông Năm không có sợ. Khi mà ngồi uống trà mà bàn lắc rung rung là ổng biết bà Năm phá ổng, cho đổ ly trà chơi. Thiệt là thương. Rồi sau này cô Tư của con mới mua lại mảnh đất của ông bà Năm, thì cái nhà của bà vẫn còn để nguyên, chưa có dỡ bỏ. Thì lúc đó bác hai nè với anh ba đi xuống coi đất, coi thì coi giùm đó. Rồi tại vì cô Tư mua nhưng mà bác hai với anh ba xuống coi đất giùm. Thì khi bước vô nhà, anh ba lúc đó có cầm theo cây dao, ông mới chặt chặt vô mấy cây cột, ông coi coi nó còn chắc không. Chặt đây là chỉ chặt chặt vô thôi, mục biết liền, giống như gõ vô vậy, mà chắc cũng biết liền. Thì ông mới vừa cầm cái dao chặt 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 vô mấy cây cột mấy cái, thì tự nhiên cái cánh cửa nhà nó đóng lại một cái rầm. Ui cha, ông hết hồn hết vía, ông bỏ chạy luôn ra ngoài sau với bác. Thì sau nhà bà Năm nó có một cái cây lê kỳ ma, phải nói là cái trái thì rất là ngon, rất là ngọt, mà nó nhiều lắm. Lạ một điều, cây người ta trái thì cũng trái, mà cây này cứ bằng sum xê hết. Phải dùng chữ sum xê trái chứ không phải sum xê lá. Có một lần chị hai và anh ba con của bác hai xuống hái trái lê kỳ ma về ăn. Thì trái lúc đó chín nhiều lắm. Trái nhiều một phần là từ lúc mà cô Tư mua đất lại tới bây giờ thì không có ai vô hái hết. Cho nên chị hai mới rủ anh ba xuống hái về ăn. Khi trèo lên cây hái đâu được khoảng vài chục trái vậy đó. Thì trong khi leo hái trái lê kỳ ma mà tai thì nghe ở trong nhà có ai đập bàn, đẩy ghế hay là liệng ghế gì đó mà nó rầm rầm ở trong nhà. Thì lúc đó chị hai mới nói với anh ba: thôi về mày ơi, chắc bả không cho hái đó mày. Hai chị em hết hồn hết vía, sợ quá, bị trong nhà đâu có ai đâu,
tự nhiên tiếng đập bàn đập ghế ở trong. Cho nên hai chị em bỏ về một hơi mà không dám đu lại ít phút để mà lộn hết mấy cái trái lê kỳ ma đang bỏ dưới gốc cây luôn. Thì sau này ông Năm ổng có xuống làm mâm cơm để mà cúng kiến rồi khấn vái xin phép để kêu bà Năm đi về nhà ở Chợ Lách với ổng. Thì sau cái lần cúng kiến đó, hình như là không còn nghe kể về cái sự linh thiêng của bà Năm nữa. Có lẽ bà Năm đã theo ông Năm đi về ở Chợ Lách rồi. Rồi đến năm 1994 thì ba con cất một cái căn nhà cũng ở đúng ngay trên cái nền nhà của ông bà Năm luôn. Thì bắt đầu từ khi cất nhà đến dọn về thì nó cũng khoảng 1-2 tháng. Rồi thì nhà con cũng dọn về nhà mới để ở. Khi mới về thì không có chuyện gì xảy ra hết. Khi mà ở được 1-2 tháng thì ba với mẹ con mới cho xây một cái trại để mà một cái chuồng trại thôi để mà chăn nuôi heo. Thì lúc đó một đêm cũng tối trời, ba con mới đi vệ sinh. Phải nói thẳng là đi cầu. Chứ ở dưới quê đó mà đi tiểu đó, đi đái thì đứng chỗ nào mà không được. Mà đi tiêu, đi tiện thi ra ngoài cầu cá dồ, ở đó có cái cầu mà ở dưới có nuôi cá dồ. Ngồi chưa được bao lâu thì ba con thấy nó có một cái đống lửa giống như người ta cầm cái bật quẹt ga bật lên vậy. Lúc đầu thì nó sáng nhỏ, từ từ nó lớn dần lên. Nó lớn như là một cái trái banh, rồi nó lớn ra nữa, nó giống như là một cái thúng. Nó nằm ở ngay trong phía lùm cây. Ba con rắn mắt đi cầu xong, ông thấy như vậy, ông lại, ông theo dõi, ông đi lụm đất, ông chọi vô cái đống lửa đó. Ông chọi một hồi thì cái đống lửa nó biến mất. Rồi ba con ông đi vô ngủ. Trong khi cả nhà đang nằm ngủ thì mẹ con nghe như ở ngoài chuồng có tiếng heo nó la. Mà nó giống như là ai đánh nó vậy. Nó la en ét. Rồi nghe cả tiếng heo nó nhảy từ chuồng này nó nhảy qua chuồng kia. Đánh mà, đánh thì nó chạy. Mà chạy thì con này chen con kia. Rồi nó phóng, nó chạy. Tiếng đùng đùng đợi, kịch kịch nó kêu sùm ngoài đó. Mà nó la hét. Thì lúc đó ba nói với mẹ là không biết chuyện gì mà giờ này heo nó cắn lộn dữ vậy kìa. Đúng đó, y như là cắn lộn thiệt. Rồi thì ba kêu mẹ dậy cùng nhau ra ngoài chuồng xem coi có chuyện gì xảy ra cho đàn heo không. Lúc ra tới chuồng thì ba mẹ thấy một cảnh tượng vô cùng là kỳ lạ. Heo thì vẫn nằm yên đó, không có con nào đứng dậy cắn lộn hết. Tất cả đều nằm yên. Nhưng có một điều lạ là giống như có ai đó cầm roi đánh heo vậy. Tại mình mẩy mấy con heo, con nào cũng bị những cái vết bầm tím. Nó giống như là máu bầm tụ trên da của nó. Và có con nằm thở như là sắp sửa bị cắt, bị thọc huyết. Con heo mà cột tay cột chân để nằm nó thở như thế này. Thì ba mới quay sang nói với mẹ, chắc hồi nãy tôi chọi cái đống lửa sau nhà, cho nên bây giờ nó phá lại mình đó. Nói xong thì ba mới khấn vái và ba nói là sáng mai sẽ mua vịt về nấu cháo cúng. Thì một lát sau, đàn heo trở lại bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Đến sáng thì mẹ đi chợ mua vịt về cúng thì mọi chuyện cũng êm xuôi. Qua lần đó thì nhà con cũng thường hay mua lễ vật về để cúng cầu mong cho công việc làm ăn được suôn sẻ. Năm 2002 thì bà nội của con mất. Cả gia đình của con qua nhà nội và ở lại đó luôn, cho nên mượn cậu Út coi nhà giùm. Coi nhà chứ thực sự nhà đâu cần coi, chủ yếu là nhờ cậu Út cho heo ăn. Sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, và tối thì cậu Út ngủ lại đêm ở nhà.
Sau này thì con nghe cậu kể lại là khi qua bên nhà ngủ và cho heo ăn ba cử tối nằm ngủ thì đầu hôm ngủ không có cái gì, nhưng mà cỡ tầm khoảng 9 giờ thì ở ngoài hè hình như có ai đó đi tới đi lui, nghe cả tiếng bước chân đi. Thì cậu Út nghi ngờ là trộm hay có ai đang rình mò, cho nên ổng lén lén ổng đi ra, ổng xịt đèn ổng coi thì không thấy ai hết. Cậu vô nằm trở lại để ngủ thì lần này ổng lại bị bóng đè. Ui cha, nằm một hồi khi mà hết bị đè rồi, ổng quyết định ổng đi về luôn. Mà bây giờ đi về thì ai coi nhà đây, ai coi heo đây? Thì cậu mới kêu mấy anh con cậu thứ sáu lên ngủ giùm cho cậu một đêm. Ổng có dặn là tụi bay á rủ đông đông ngủ cho nó vui, rồi nhậu cho nó vui, coi như đi nhậu vậy mà. Thì tao đưa tiền tụi bay mua mồi dân ít lít rượu, anh em nhậu lai rai để ngủ cho nó sướng. Thì nhậu xong xuôi ba anh em mới kéo vô mùng ngủ. Phải nói ba thằng thì nằm song song, hai thằng nằm ngoài thì không sao, mà cái thằng nằm ở giữa lại bị ma đè. Hai anh kia kể lại, ông mới nằm xuống chưa được 30 phút thì nghe cái ông ở giữa ông rên hừ hừ rồi. Còn hai anh nó cứ kêu một hồi ông mới tỉnh lại, ông nói thôi về tụi bay ơi, ở đây ngủ không yên rồi. Ông không có nói rõ lý do gì, ông chỉ sợ mà ông nói thôi. Hai ông kia cũng nghe lời luôn, là ba ông quyết định đi về luôn. Nói thiệt với chú là nhà con từ khi mới cất, hễ người nào lạ vào nhà ngủ là có chuyện. Giống như là có ai đó không cho ngủ lại trong nhà vậy. Mà nếu có ngủ lại thì phải có người thân ở trong nhà ngủ chung thì không có sao. Giống như trường hợp cậu Út vậy, ở nhà mà không có ai hết, chỉ cậu Út lại ngủ không cũng bị, mà ba người kia đến ngủ cũng bị. Thì có một lần anh hai con đi ghe về, do là nước cạn nên đậu ghe ở ngoài bến sông, không có đem ghe vô gần nhà được, và phải ra giữ ghe vì sợ bị mất trộm. Khi mà nước ròng xuống thì ghe nó nằm luôn trên bãi cạn, chứ nó không còn ở dưới nước nữa. Thì anh hai lúc đó coi tivi ở trong nhà, ghe là đậu bên dưới. Khoảng 10 giờ đêm thì anh hai đi ra ghe để ngủ, đang canh chừng ghe. Ông vừa nằm được lúc thì nghe có ai đó nhảy lên trên ghe, nghe một cái đùng. Úi trời đất ơi, ghe thì nằm trên bãi cạn, mà khi nhảy lên cái đùng, chiếc ghe nó bị nghiêng qua lắc lại giống như là trên nước vậy. Anh hai hết hồn hết vía, ông thức dậy, ông chui ra, ông xịt đèn, ông coi cái chuyện gì lạ vậy. Thì không thấy ai hết, mà ghe thì cũng không có vấn đề gì, không có bị nghiêng, mà nhìn lên ghe cũng không có dấu chân ai bước lên ghe. Vậy thì tại sao ai đó nhảy lên ghe một cái đùng mà lắc nghiêng cái chiếc ghe như vậy? Không biết, thôi vô ngủ tiếp. Lần này vô nằm được một lúc thì ông lại nghe có người nhảy lên ghe một lần nữa. Lần này không chỉ có một tiếng đùng mà nó giống như nguyên một đám người đùa giỡn vậy. Anh hai con mới thức dậy chui ra, ông nhìn không thấy ai, ông đứng trên ghe ông chửi cho một trận. Ông mẹ tao ngủ đây mà dám phá hả? Tụi bay mà làm một lần nữa là tao xách dao tao chém chết mẹ tụi mày hết rồi nha. Nói xong rồi ông xịt đèn tứ phía như là dọ, như là báo tin vậy, chửi cho một trận nữa. Rồi ông dỗng ngủ tới sáng thì sau đó không có chuyện gì xảy ra. Phải nói có đôi khi mình dữ quá người ta cũng sợ mình đó. Có lần khác thì ghe cũng bị mắc cạn cho nên không có đem vô nhà được. Anh hai cũng ra ghe ngủ. Lần này thì anh hai không có bị ma nhát nữa, mà anh hai lại nằm mơ thấy nguyên một bầy con nít đứng trước mũi ghe mà xin ăn. Phải nói anh hai con cũng lụ lạng lắm. Ông nói là trong giấc mơ, ông nói luôn, thấy cái đám con nít đó xin ăn,
Ổng vừa nói gần như chửi luôn: tao không có cúng kiến gì hết, tụi bay đi phá phách quá, cho tụi bay chết đói hết cũng được thôi, đi chỗ khác đi, xin xỏ gì hết. Ôi trời, ông dữ vô cùng. Có một điều, khi đã sinh thì chắc gặp ai cũng sinh. Sinh anh hai khó khăn quá, bị chửi rủa nữa, đuổi. Cho nên nguyên cái đám đó vô nhà sinh ba con. Thì tối hôm đó ba con nằm mơ cũng thấy một cái đám con nít đứng ở đầu sông nhà con. Mà tụi nó đứng đó nhìn vô nhà chứ không có dám vô. Sáng ra thì ba có kể với mẹ nghe cái giấc mơ thấy nguyên đám nhỏ đến xin ăn. Thì mẹ mới nói thôi, cũng làm ơn làm phước, người ta đói khát mới đi xin. Mình mua đồ về làm mâm cơm, đem ra trước sân nhà cúng cho tụi nó. Nói về cái bến ghe của nhà con linh lắm chú ơi. Mấy lần có mấy cái ghe hút cát lại mà bơm cát lấp nền nhà ở trong xóm nhà con. Tại vì nhà cái nền đất nó thấp, nước có thể ngập lên, cho nên muốn cất nhà thì phải cất cao, muốn cao thì phải lấp nền nâng lên cao, mà nâng lên cao thì người ta mới đem cát lấp lên, mà cát là do ghe chở tới, rồi từ dưới ghe dùng máy bơm cát lên trên để cho cái nền nhà cao hơn. Sau khi bắt ông bơm xong thì đề máy bắt đầu bơm, thì nó lạ một điều, nó không hư cái này, nó cũng hư cái kia. Cho nên cái chuyện bơm cát lên không được, khó khăn quá. Thấy cứ lui cui sửa tới sửa lui làm hoài mà không bơm cát được, thì ba con mới kêu mấy chú đó lại nói: thôi mua đồ về cúng đi, chứ không cúng nó không có cho tụi ông làm đâu. Nghe lời ba con khuyên, mấy chú đó mua đồ về cúng kiến xong xuôi thì mọi chuyện nó thuận lợi bình thường, không có gì trục trặc hết. Mà nó rất nhiều trường hợp như vậy, nói cũng không, không tin thì cũng không được. Riêng con thì con rất tin. Đó là những câu chuyện mà con được nghe bác hai kể lại, và con tận mắt chứng kiến về cái khu đất nhà của con. Con thì con không sợ, vì đó là nhà của mình, miễn sao mình sống không đụng chạm tới họ là được rồi. Đó là câu chuyện thứ nhất. Đây là câu chuyện thứ hai. Nó có liên quan đến cái người ở gần nhà con, mà cái này con nghĩ là chắc do ma quỷ nó dẫn dắt, chứ không thể nào người ta tự nhiên mà có hành động kỳ lạ vậy được. Gần nhà con có một người mà con gọi ông đó bằng chú Năm. Riêng ở trong xóm thì kêu ổng là ông Năm nhậu, tại vì ổng nhậu dữ lắm. Phải nói ổng là con rượu mà, con sâu rượu. Ngày nào ổng cũng nhậu hết, mà hễ không có rượu trong người là tay chân ổng cứ run lẩy bẩy như thế này, không có mừng ăn gì nổi. Cái nghề của ổng coi như là độc đáo ở trong xóm luôn. Hình như chỉ có ổng, mà ổng giỏi quá cho nên ai cũng mướn ổng. Đó là nghề bẻ dừa. Ổng là bẻ dừa mướn chuyên nghiệp luôn. Tại vì ổng leo dừa nhanh như con khỉ vậy. Chụp vô là tay chân là bám dừa là leo lên, không cần nèo, không cần dây gì hết. Leo chạy như chạy trên cây dừa vậy. Lên tới nơi là hái xong thả dừa xuống. Bình thường thì ổng bẻ dừa ở trong xã thôi, vòng vòng trong đó ai kêu ai mướn thì bẻ, chứ ổng không đi làm công bên ngoài. Con nhớ là khoảng tháng 5, tháng 6 của năm 2015, cái thời điểm đó thì dừa sốt giá, nên mọi người xứ con đổ xô về các tỉnh như là Tiền Giang hay Long An để mua dừa về, rồi sang lại cho mấy dừa ở dưới quê con đem kiếm lời. Tại vì dừa ở trên mấy tỉnh đó thì giá cả nó rẻ hơn so với giá dừa ở Bến Tre. Thì ở gần nhà có một cái chú đó thuê chú Năm đi ghe chung để mà đi hái dừa ở xứ khác đem về bán. Thì ghe chạy từ Bến Tre lên Long An để mà bẻ dừa đem về thì bán lại.
Một hai ngày đầu thì công việc thuận lợi chứ không có chuyện gì xảy ra hết. Cho đến ngày thứ ba thì cái ông chú Năm này nè, cùng với cái chú mà chủ ghe đó, đi vô một cái nhà nọ mua dừa. Bình thường thì ông leo lên, xong xuôi hết thì ông mới phụ gom dừa lại để đếm rồi tính tiền trả cho chủ nhà. Thì ở trên đó, ông hái, ông buông, hái buông xuống mà ghe đậu ở chỗ cái con rạch, con sông nhỏ thì nó cứ rớt xuống sình, rút nước gì đó, rồi mới rửa mà đem lên, đếm lại. Thì lần này cái kinh mà chỗ đậu ghe nó lớn quá, cho nên khi vừa bỏ xuống thì nó cứ lình bình, nó trôi lòng vòng đó. Thì trên ghe người ta mới cầm cái cây chĩa, người ta mới chĩa dừa, người ta kéo, người ta đem vô. Mà bây giờ nó trôi xa quá, gió không tới, đâu có dời ghe. Thế là ổng nhảy xuống sông, ổng lội, ổng vớt dừa. Thì khi ổng nhào xuống để ổng vớt dừa thì ổng lặn luôn, không có thấy ngoi lên. Mọi người cứ tưởng là sẵn lụm mấy cái trái dừa rồi ổng tắm luôn, tại vì lúc đó trời cũng đã gần chiều tối rồi. Thì mua xong cái chủ dừa này là ổng không có leo nữa, ổng nghỉ, ngày mai ổng mới làm tiếp. Như vậy thì tắm luôn là cái chuyện đúng. Nhưng có một điều là khi ổng nhảy xuống rồi ổng lặn xuống, giống như lặn xuống người gội đầu được cái kiểu như vậy, mà sao không thấy ông ngoi lên. Cho nên người ta mới ra bờ kênh để mà tìm, vì thấy chuyện này hơi lạ. Còn cái chú mà chủ ghe đi chung cứ tưởng ổng giỡn cho vui, tại vì chú nghĩ là ở cái miệt sông nước thì cái chuyện bơi lội là nó quá bình thường, ai cũng bơi giỏi hết thì làm sao có chuyện bị đuối nước bao giờ. Trước nay chú Năm ổng cũng đã lội xuống lấy dừa lên, đâu có chuyện gì đâu. 10 phút trôi qua, rồi 20 phút trôi qua, không thấy ổng đâu. Lúc này thì chú đi chung mới bắt đầu lo sợ, và mọi người xung quanh ở gần đó cũng nhảy xuống đại, xuống kinh, rồi cứ mò đại thôi, chứ đâu có biết ông này ở đâu. Hên xui, miễn lỡ mà đụng được xác ổng thì đem lên. Nếu mà ổng lỡ bị chết đuối ở đây, mọi người mò tìm hú ì kêu gọi cũng không thấy tâm hơi gì hết. Sau đó thì tối rồi, ông chủ ghe không biết phải làm sao, chỉ biết cảm ơn những người trong xóm tại đó. Rồi ổng mới nói là thôi, có gì thì mai tìm tiếp, chứ bây giờ cũng trễ rồi. Thế là mọi người giải tán đi về. Sáng hôm sau thì cũng cố gắng tìm kiếm lần nữa, nhưng mà không có gì khả quan hết. Nghe người trong xóm kể lại là tại nơi mà chú Năm nhảy xuống thì ngay chỗ đó lúc trước có hai người đã chết đuối rồi, mà cũng tắm ngay cái chỗ dòng sông đó, khúc sông đó, rồi chết ở đó luôn. Chủ ghe vì không có chú Năm tìm không thấy, cho nên phải nán lại một ngày nữa để coi có cái hy vọng gì không. Vì theo chú Năm, theo người chủ ghe cũng như mọi người nghĩ là nếu mà thật sự chú Năm có bị chết chìm thì 3 ngày sau xác nó cũng nổi lên. Đằng này hết ngày thứ 3 tìm cũng không thấy xác. Như vậy thì chú Năm hiện đang ở đâu? Chết chìm thì cũng phải nổi xác lên, không lẽ ông bị kẹt ở bên dưới, kẹt cái gốc cây, kẹt cái gì mà xác không nổi lên. Thôi thì không có làm sao, không lẽ đậu đó hoài. Thành ra cái chú chủ ghe đó mới cho ghe chạy về lại Bến Tre. Nhưng mà trước khi đi về thì chú có để lại số điện thoại và căn dặn, nếu như mà ở trên đây có tìm thấy thì gọi cho hay để mà người nhà lên nhận xác của chú Năm về. Khi mà ghe về tới nhà báo cho gia đình chú Năm biết thì sau đó cũng đã 6 ngày. Và kể từ ngày ông mất tích tới thời điểm đó là đã 9 ngày rồi. Phải nói người nhà cũng không có hy vọng gì nữa, cho nên lập bàn thờ cho ông, coi như là ông đã mất. Sau đó khoảng 4 ngày nữa thì gia đình chú Năm lại nhận được một cái cú điện thoại kêu người nhà chú Năm lên để dẫn chú Năm về. Trời ơi trời, làm sao tin được.
Như vậy thì chú nằm ở đâu? Người ta cho biết là tìm thấy chú Năm cách cái chỗ ông bị mất tích, cái chỗ mà ông xuống ông lụm dừa rồi ông chết chìm ở đó đó, cách gần 100 cây số giáp với biên giới của Campuchia. Nghe người ta kể lại là lúc gặp ổng, ổng như người mất hồn vậy. Ổng ngơ ngơ, ổng không có nói được. Rồi người ta cho ăn uống, rồi lấy dầu xoa, rồi ngồi nghỉ. Từ từ ổng mới tỉnh lại. Người ta mới hỏi ổng là đi đâu mà lạc tới tận đây, có biết địa chỉ hay số điện thoại để người ta liên lạc để đưa về. Cũng may là ổng còn nhớ số điện thoại ở nhà, nên người ta gọi điện thoại trực tiếp về nhà để kêu lên chở ổng về. Thế là cả nhà xúm nhau lên tới tận nơi đưa ổng về để mà chăm sóc cho ổng. Thì dần dần chú Năm cũng hồi phục lại. Thì khi hồi phục lại thì chú mới kể lại cái tình hình lúc đó. Chú nói như thế này: lúc mà từ trên bờ kinh nhảy xuống để vớt mấy cái trái dừa dưới kinh lên, thì khi vừa nhảy xuống thấy có hai ông ở dưới đó rủ ổng đi chơi. Chú Năm mới nói không có đi được, tôi còn phải vớt dừa đem về, không có đi chơi. Nhưng mà hai người đó mới nhào tới nắm chú Năm mà lôi đi. Chú Năm dùng dãy không nổi, hai ông đó mạnh lắm, cho nên chú bị lôi đi chứ chú không có đi theo. Lúc mà lôi lên bờ, chú Năm thấy rõ mọi người đang đứng đó, mà không hiểu sao chú Năm không có kêu ai được hết. Tính ra đó, từ nơi chú lên bờ cách mấy người đứng trên bờ chỉ có vài mét, vậy mà chú Năm đã kêu không được thì thôi, đằng này những người đứng trên bờ cũng không thấy chú Năm, vậy mà chú Năm bị lôi đi trước mặt như vậy. Chú Năm kể lại là ban ngày thì hai ông đó để cho chú Năm ngủ, miệng khác á thì lấy nước sông lên mà uống, mà không có cho chú ăn gì hết. Đến đêm thì hai ông đó lại kéo chú đi, mà có một điều không có đi theo đường bình thường đi vòng vòng, mà cứ thẳng một đường mà đi. Nếu mà đi lỡ ngang kinh thì nhảy xuống kinh lội qua, còn đi ngang hàng rào thì leo rào mà đi, chứ hai ông đó không có đi đường vòng. Lúc đi mà thấy nhà người ta mà vô thì không được nha. Thấy nhà người ta thì mình không có được vô, cũng không được nói chuyện. Và cứ như vậy thì ngày thì ngủ, đêm thì đi, cho đến khi chú Năm mệt quá ngất đi thì hai người đó mới không có kéo đi nữa. Và sau đó thì người ta thấy chú Năm nằm ở trong lùm cây, người ở trên người thì mặc đúng cái quần đùi. Và sau đó thì người nhà lên đón chú Năm về. Không hiểu sao một người không ăn suốt gần nửa tháng mà đi một quãng đường xa vậy mà còn sống. Không thể nào tin được. Không tin cũng phải tin, nếu trước mắt mình thì không tin sao được. Bây giờ thì chú Năm đó cuộc sống cũng trở lại bình thường. Sau cái sự việc đó thì ông bỏ nhậu luôn. Thời gian sau này cũng có uống chút đỉnh, nhưng phải nói giảm đi rất nhiều so với thời gian trước, và coi như không còn nghiện rượu nữa. Đó là những câu chuyện của gia đình con, cũng như là nghe người ta kể lại. Đây là những chuyện hoàn toàn có thật ở quê con. Con xin kết thúc ở đây. Chào chú và chúc chú sức khỏe để có nhiều câu chuyện nữa kể cho mọi người cùng nghe. Khi nào có thời gian con sẽ viết tiếp cho chú. Con chào chú Thảo, Đặng Văn Trăng. Đây là câu chuyện ma của Nguyễn Đình Trọng, với cái tựa là Chuyện dãy phòng trọ. Nguyễn Đình Trọng đã gửi cho Việt Thảo bức thư. Việt Thảo nhận được vào ngày 12 tháng 4 lúc 10 giờ 54 phút sáng. Nội dung bức thư như sau: kính gửi chú Việt Thảo, con tên là Nguyễn Đình Trọng,
hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Con là một fan hâm mộ của chú lâu rồi và thường xuyên theo dõi các video của chú từ trước tới giờ. Trong gần một năm trở lại đây thì con thường xuyên theo dõi các video của chú về series Chuyện Bên Lề cùng những video về chuyện tâm linh mà chú kể. Giọng của chú rất truyền cảm và chân thật, truyền cảm hứng cho con theo dõi rất nhiều. Nay con xin gửi chú câu chuyện kỳ lạ mà con đã chính bản thân trải qua và chưa từng chia sẻ trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Câu chuyện bắt đầu từ năm 2010. Năm 2010 đó, lúc đó con là sinh viên năm thứ hai tại một trường cao đẳng tại Sài Gòn. Cho nên con phải cùng mấy đứa bạn khăn gói từ quê là Bình Phước lên để sinh sống và học tập. Khi mới lên thì tụi con có thuê một căn nhà, một nhà nguyên căn tại Gò Vấp để trọ, rồi cùng nhau chia tiền ra cho cái tiền phòng nó rẻ đi. Sau được một năm thì có đứa chuyển trường, có đứa thì nghỉ ngang về quê để sinh sống. Có lẽ tiền ăn học không có đủ. Cho nên tụi con rã hàng, tan hàng rã đám. Không có thuê cái căn nhà đó ở nữa. Tại vì không có đủ tiền để chi phí. Có thằng thì chán học về quê cũng có. Có thằng thì trường đổi qua chỗ khác, cho nên nó phải dọn đi. Còn mình con thôi cũng đi luôn. Sau đó thì con có thuê một phòng trọ nhỏ hơi cũ ở cuối hẻm đường Nguyễn Văn Quá thuộc quận 12 để ở trọ chỉ một mình. Cái đường vô hẻm nó quanh co và nó ở cách khá xa cái đường lớn. Cái dãy phòng trọ của con nó có 5 phòng. Phòng con nếu đếm từ ngoài vào 1, 2, 3, 4 là tới phòng của con và phòng thêm cái phòng nữa là phòng thứ 5. Kế bên là một ông anh đã đi làm cũng trọ một bên ở phòng số 3. 1, 2, 3 đó là phòng của một ông đã đi làm tầm cỡ 30 tuổi. Xin được giấu tên. Ông chưa có gia đình. Ảnh cũng là người mà con hay nói chuyện nhất ở trong dãy. Hai anh em cứ rảnh là ra cửa phòng ngồi trò chuyện tâm sự với nhau. Ở đầu dãy trọ là hai nhà đã có gia đình là ở phòng số 1 và số 2. 1, 2. Như vậy, hai nhà đã có gia đình là ở phòng 1, phòng 2. Rồi tới phòng 3 là cái anh đó, rồi phòng 4 là của con. Phải nói là cái dãy trọ cho công nhân nó cũng cũ rồi. Cái nền nó thì chỉ tráng xi măng, chứ không có lá gạch men như sau này. Xung quanh căn phòng trọ đều là ruộng và đất trống. Do người ta quy hoạch nhưng mà chưa xây dựng nên phải nói khá hoang vu nhưng mà nó rất thoáng. Thì cái dãy trọ nằm sau lưng nhà của chủ trọ. Chủ trọ nhà trước thì phía sau lại là dãy trọ. Và con ở đó được gần một tháng thì cho tới một hôm. Con nhớ đó là ngày lễ Phật đản của năm 2010. Vì là ngày nghỉ nên buổi trưa hôm đó mấy anh em dãy trọ tụm lại với nhau mà nhậu. Con là người mới cho nên mấy anh chị cũng kêu qua làm chút cho nó có quan hệ hàng xóm với nhau. Sau khi nhậu một hồi thì con và mấy anh chị đều nghỉ ngơi. Di chuột chỉ có cái anh phòng số 3 kế phòng con, anh nói anh muốn nhậu nữa, rồi anh đi năn nỉ từng người nhậu thêm với ảnh. Thì ai cũng từ chối hết, ngay cả con cũng từ chối, tại vì con bận đi chùa. Đâu có quẩn đâu mà nhậu với anh nữa. Thành ra thôi, mọi người ai cũng về. Sau khi ai cũng về thì ảnh đi qua phòng con. Ảnh đứng trước cửa, ảnh mới nói: em à, qua nhậu với anh một hai lon nữa đi. Anh nhậu chưa có đã. Mày mà không nhậu với anh á, anh cũng ra ngoài nhậu nữa hả? Nếu uống thêm thì anh khỏi phải đi, mà mày không uống thì tao đi. Vừa nói anh vừa cười như vậy. Nhưng thật sự mà nói, con đã hẹn với bạn rồi, lỡ mà uống xỉn thì lại lỡ hẹn, nên thôi con từ chối anh ấy. Con vừa cười vừa nói:
lát em đi chơi với bạn rồi, bữa khác anh em mình chơi tới bến hen. Anh cũng cười trừ rồi đi về phòng. Một lát sau thì con thấy anh đóng cửa rồi anh đi ra ngoài. Đến tầm cỡ khoảng 7 giờ rưỡi cho tới 8 giờ tối trong cái khoảng thời gian đó, lúc con dắt xe máy để mà đi qua nhà bạn để lên chùa, thì con có thấy hai người dìu anh đó đi về. Thì nhìn bộ dạng con nghĩ chắc là say quá cho nên ngồi gục luôn trên bàn nhậu, thì đồng đội mới đưa về. Hai anh kia mở cửa phòng ra rồi để anh nằm dưới đất ngay cái chỗ ngủ thường ngày của anh. Xong khi để anh đó nằm nghỉ thì hai anh kia mới khép cửa phòng lại rồi ra ngoài nói chuyện với mọi người chút, rồi họ cũng đi về. Con thì lúc đó lấy xe rồi, rồi đi việc của con luôn, con không có trở lại. Cho đến tầm cỡ khoảng 12 giờ khuya, lúc đó thì con mới đi chơi về. Con nhớ chính xác cái thời gian luôn, tại vì lúc về tới dãy phòng là 11:55. Tại vì con có nhìn xem cái đồng hồ coi là mình có đi muộn lắm không. Sau đó con tắt máy, dắt xe vô phòng. Lý do là tại sợ cái tiếng máy xe nó nổ làm ồn mọi người, vì đã khuya rồi, 11:55. Sau khi dắt xe vô rồi, con mới ra cửa, tính đóng cửa, thì con thấy đèn nhà anh kế bên còn sáng. Lúc đó con mới nghĩ bụng là không biết là anh sỉnh giờ đã tỉnh chưa. Chiều thì anh rủ nhậu nữa mà không nhậu với ảnh thôi. Mình đã để ảnh ra ngoài nhậu chắc ảnh cũng buồn, đi qua xem coi ảnh tỉnh chưa. Con mới mở nhẹ cái cửa phòng ảnh rồi đi vô chỗ ảnh, nhưng mà con không có nhìn thấy được mặt ảnh. Tại vì lúc mà hai anh kia dìu ảnh vô nhà thì để anh ấy nằm nghiêng quay mặt vô vách tường. Lúc đó thì con mới khều nhẹ ảnh rồi con nói giỡn: anh ơi, tỉnh chưa? Anh, tỉnh chưa? Nè, tỉnh dậy rồi nhậu tiếp. Gọi hai lần như vậy, ba lần như vậy mà không thấy ảnh động tĩnh gì. Con nghĩ thôi chắc ảnh xỉn quá rồi, dậy hết nổi rồi, thôi thì mình đi về phòng mà ngủ. Như con có nói là xung quanh dãy trọ là đồng cỏ, nên lúc ngủ con thường mắc cái màn cho đỡ mũi với lại đề phòng rắn. Nếu mà rắn rết bò vào mà nó cắn cho một cái thì lúc đó không biết làm sao, cho nên con kỹ lưỡng lắm. Xong xuôi hết thì tắt điện đi ngủ như bao ngày. Khi nằm thiêu thiêu được một hồi, tự nhiên con có cái cảm giác có cái gì đó khều nhẹ vô chân mình. Cái khều rất rõ là có vật gì đó khều vô chân mình, làm cho con giật bắn người lên. Con vội kiểm tra xem coi có phải rắn rết gì không. Không có gì hết. Lúc đó thì con nghĩ chắc tại mình mớ thôi, chứ mùng mà văng rồi, ém kỹ rồi thì đâu có con gì nó bò vô đây được. Con lại nằm xuống nhắm mắt thiêu thiêu một chút. Lần này nó có cái cảm giác tương tự như bị ai đó khều kêu mình thức dậy, mà lần này kèm theo có cái tiếng nói, nói như thù thì thủ thỉ rù rì ở bên tai vậy, mà cái cảm giác rõ lắm. Khều: dậy đi em, dậy đi. Cái kiểu nó như vậy. Nhưng mà cái bàn tay thì nó thô thiển lắm, đụng vô chân mình. Còn giọng nói thì như là đứng sát bên tai, đưa cái miệng vô lỗ tai mà nói vậy: dậy đi em, dậy. Lần này thì cô có cái cảm giác sợ thiệt rồi. Con mới ngồi dậy, bật điện sáng hết phòng rồi kiểm tra coi có cái gì không. Xung quanh phòng con vẫn là phòng trống, tĩnh lặng. Và
Trong mùng thì không có bất cứ con gì hay có cái gì, kể cả dấu mà con đã tấn mùng ở dưới chiếu cũng chưa có bị khui ra. Tất cả đều nằm đâu ra đó hết. Con đâu có đạp, đâu có đẩy cái mùng cái mền gì ra đâu. Tại sao lạ vậy? Tại sao bị như vậy? Con bắt đầu nghi ngờ, nhưng mà cũng phải tự trấn an mình. Hôm nay lễ Phật đản, ma quỷ nào dám ra phá. Có lẽ mình mệt quá rồi mớ thôi. Chứ giờ này ai đâu ra mà vô. Thôi, bật đèn ngủ cho khỏi sợ. Bật đèn lên. Sau khi bật đèn lên rồi, đèn sáng chưng. Nhưng thực sự mà nói, con vẫn còn sợ lắm. Con cũng phải cố gắng ngủ tiếp, nhưng mà vẫn không dỗ được giấc ngủ nữa. Cho tới gần 3 giờ sáng thì có lẽ mệt quá nên con chìm sâu vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau khi con đang còn ngủ thì bỗng nghe tiếng la thất thanh của anh trọ phòng đầu. Nó chết rồi, nó chết rồi. Đang lim dim mở cửa chưa hiểu chuyện gì thì thấy mọi người cũng đang đứng trước cửa phòng của cái anh ở phòng số 3 mà ngó vào. Con cũng tò mò nhìn vô thì trời đất ơi, con nhìn thấy cái ông anh mà tối qua người ta dìu về đã chết rồi. Chết vì trúng gió, mặt của anh tím ngắt hà. Mà nước mắt của anh trào ra, nước mũi cũng trào ra, ướt hết cả khuôn mặt. Người thì nằm cong lại, giống như tư thế lúc tối mà con vào phòng gọi ảnh. Trời ơi là trời, cái gương mặt ấy đập vào mắt con, làm con tỉnh ngủ luôn. Con không biết nói gì nữa, người con nó cứ rung lên bần bật như thế này. Con nghe người ta bàn tán chắc do ảnh xỉn mà để nằm dưới đất không mền mùng gì cả nên trúng gió mà chết. Sau đó thì con sợ quá, con rửa mặt thay đồ dắt xe, con chạy qua bên bạn con luôn. Con không dám ở lại nhìn nữa. Tối hôm đó thì con sợ quá nên không dám về nhà ngủ mà ở luôn phòng của thằng bạn để ngủ. Sáng hôm sau thì con về, nghe cái anh phòng đầu đó, người mà phát hiện ra ảnh chết rồi mới la lên, thì nói như thế này: sáng tao mở cửa phòng ra, thấy phòng bên đó tức là phòng số 3 còn để đèn. Mà bình thường thì giờ đó là đã thấy ổng dậy rồi, tại ổng thường thường dậy sớm lắm. Mà nay thấy chưa dậy mà đèn còn bật, cửa phòng thì hé thôi, nghĩ chắc là ổng chưa có dậy nổi. Tính qua coi ổng có sao không, tại thấy hôm qua ổng xỉn quá, mà ổng có ở một mình à. Khi đi vô thì thấy ổng đang nằm mà cái mặt quay vô vách, tao mới khều khều ổng dậy. Tao thấy người ổng tím rịm mà mặt cứng đơ, thấy không ổn rồi, tao mới lật người ổng lại thì tao thấy mặt như hôm qua mà mày cũng thấy đó. Quảng quá tao la lên cho mọi người biết. Tới giờ thú thiệt mà nói tao vẫn còn bị ám ảnh nè, tối ngủ không được luôn nữa. Khi mà pháp y xuống khám nghiệm thì nói là ổng chết đâu lúc 10:30 cho tới tầm cỡ 11 giờ gì đó, chắc là trúng gió rồi. Khi nghe pháp y nói tới câu là ổng chết lúc từ lúc 10:30 hay 11 gì đó thì con bỗng giật mình, nhớ lại chuyện xảy ra với con hôm qua. Hôm qua mình gọi ổng lúc 12 giờ, lúc đó thì ổng đã chết mất tiêu rồi. Vậy mà tối ngủ mình bị khiều giò nữa chứ. Hay là tại vì mình qua mình kêu ổng dậy nhậu nên tối ổng quay gọi lại mình. Không lẽ linh dữ gì sao trời. Càng nghĩ tới cái chuyện anh đó qua kêu mình nhậu lại càng sợ thêm. Sợ đến nỗi là đi ngang qua phòng đó cũng không dám nhìn vô, mặc dù cửa phòng đã được người ta khép lại rồi. Với lại con không dám nói ra cho mọi người biết chuyện là tối con có vô gọi ảnh, rồi chuyện tối có ai đó khiều chân của con kêu con tỉnh dậy.
Thứ nhất là con sợ mọi người không ai tin. Thứ hai, chuyện đó con cũng ngại là nhắc lại cái chuyện đi vào mà trong lúc ảnh chết rồi mà con không biết. Hai hôm sau đó liên tục thì con chỉ ngủ ở nhà bạn con, chứ con không có dám về phòng của con. Và nếu có về thì ban ngày chạy về tắm rửa lẹ lẹ thay đồ rồi đi, chứ cũng không dám ở lâu. Và vài bữa sau thì con chuyển hẳn qua chỗ khác ở luôn, chứ không dám ở nơi đó nữa. Một thời gian sau thì con có về ở nơi đó thăm lại anh chị dạy trò đó. Họ nói là anh đó đã được người nhà đưa xác về quê an táng rồi. Rồi chủ nhà cũng có mời thầy về để rước vong ảnh về quê của ảnh theo luôn. Cái phòng đó hiện giờ vẫn chưa có ai thuê. Một thời gian lâu sau đó thì con mới dám kể lại chuyện này cho người thân nghe. Và mọi người cũng nói nên tin đó là sự thật thì hơn. Bây giờ mỗi khi kể lại con vẫn còn nổi hết gai ốc. Và cái gương mặt của anh ấy khi qua đời vẫn còn ám ảnh con cho tới ngày hôm nay. Đó là câu chuyện của con đã từng trải qua. Dù đó có thật là ảnh đã hiện về qua phòng con gọi con dậy nhậu với ảnh hay không, thì con vẫn mong một điều là linh hồn của anh được an nghỉ. Con tin vào chuyện tâm linh. Con vẫn tin có thế giới khác tồn tại sau khi chúng ta qua đời và có kiếp luân hồi nhân quả. Con xin dừng câu chuyện của con tại đây. Văn chương con lủng củng. Có đoạn nào khiến chú và mọi người khó hiểu thì chú edit lại giúp con cho mọi người dễ hiểu. Con cảm ơn chú. Con chúc chú mạnh khỏe, thành công hơn và có nhiều video hay hơn cho mọi người thưởng thức. Ký tên Nguyễn Đình Trọng. Các bạn vừa theo dõi những câu chuyện ma của Ngưu Ma Vương, Con Ma Chuối của Nguyễn Thanh Cường, câu chuyện ma của Đặng Văn Trắng và những câu chuyện ma của Nguyễn Đình Trọng. Những chuyện này được xếp vào kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 136. Và đây là chuyện Minh Lệ 1021. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn cũng như quý vị trong những chuyện Minh Lệ kế tiếp. Thank you and I love you. Hello, Việt Thảo xin chào các bạn. Trước hết cho Việt Thảo được cảm ơn các cơ sở thương mại cũng như những cá nhân đã bảo trợ cho chuyện Minh Lệ của Việt Thảo. Và đặc biệt cảm ơn các bạn đã donate cho kênh YouTube của Việt Thảo. Qua những chuyện Minh Lệ, nếu các bạn thấy là niềm vui, là nhịp cầu đến với tất cả mọi người, thì xin các bạn nhớ subscribe, tức là đăng ký trên channel YouTube của Việt Thảo. Và khi đăng ký rồi hay subscribe rồi, xin nhớ click vào cái chuông để cho nó báo cho các bạn biết mỗi khi có video clip mới của Việt Thảo được upload lên YouTube. Xin được cảm ơn. Thank you. Nè, nói nghe nè. Đây là nail polish. Đây là gel polish. Đây là dipping powder. Ba cái này mà tìm một màu giống hệt khó lắm nha. Matching color, 3-in-1, duy nhất bây giờ chỉ có Aeon. Aeon là sản phẩm vượt trội của ngành nail năm 2020, được phân phối trên toàn cõi Úc Châu bởi tổng đại lý phân phối và phát hành Old Nail and Beauty Supply ở Melbourne, Australia. Việt Thảo xin được hân hạnh chứ. Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu Hải sản Đỗ Gia là trung tâm đầu mối chuyên cung cấp sỉ và lẻ các loại hải sản thiên nhiên 100% được đánh bắt từ vùng biển của Nova Scotia ở Canada. Được nhập trực tiếp từ Canada, các loại hải sản bao gồm tôm hùm đã được bảo quản với trình độ kỹ thuật tiên tiến nhất với các kho chứa hàng, bể nuôi đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các loại hải sản bao gồm tôm hùm đã được kiểm tra theo đúng tiêu chuẩn xuất nhập khẩu của thế giới. Hải sản Đỗ Gia, nơi phân phối trực tiếp tôm hùm đến các cửa hàng bán sỉ và lẻ ở thành phố Hồ Chí Minh và trên toàn cõi Việt Nam với giá cả tốt nhất. Hải sản Đỗ Gia ở địa chỉ số 33 đường Tân Sơn Hòa, phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.
điện thoại 0898303799 hoặc 0985117676. Việt Thảo xin được hân hạnh giới thiệu. Xin kính chào quý vị, tôi là Alicia Chow của Chow Insurance Agency. Tôi muốn thông tin cho quý vị có nhiều sự thay đổi liên quan đến Medicare, Medicaid, Obamacare, Social Security và Short Term Health Insurance. Rất là quan trọng quý vị ơi, đừng để bị mất bảo hiểm, đừng để bị phạt, đừng để bị mất quyền lợi, đừng để trả tiền bác sĩ, nhà thương và tiền thuốc không hợp lý. Alicia đã giải thích rõ ràng trên channel YouTube của MC Việt Thảo, chuyện bên lề số 790-794, nhớ vào xem. Đó là cuộc sống, đó là quyền lợi của quý vị, nhớ vào xem nha. Alicia xin được cảm ơn. Hôm nay Việt Thảo muốn bảo vệ sức khỏe của các bạn. Bây giờ qua anh Đăng là dược sĩ này, anh cho một kiến thức để mọi người chấp nhận được tại sao mình phải dùng Kangen Water. Chữ Kangen đó, tiếng Nhật dịch ra đó là Return to Origin, trở lại nguồn nước nguyên thủy. Mà đây là máy điện giải đã chứng nhận là một dụng cụ y khoa tại Nhật Bản, được chấp thuận bởi 6.500 bác sĩ đến Việt Thảo. Đầu tiên là trong những cái nước suối đó có khả năng là chống oxy hóa. Đặc tính thứ hai là trong qua quá trình điện giải, máy nước này sẽ làm những cụm phân tử nước nhỏ lại 4-6 lần. Và đặc tính thứ ba trong cái nước Kangen này là có độ kiềm cao. Đó là Kangen Water, nước tinh khiết, tinh chất, uống để trừ tránh bệnh hoạn, bệnh tật như uống nước thường. Xin quý vị hãy liên lạc Jennifer và anh Peter Hà ở số điện thoại là 714-833-8738. Jennifer lúc nào cũng sẵn sàng để giúp đỡ quý vị có một cái máy Kangen Water theo như ý muốn. Quý vị nhớ, thay đổi nguồn nước là thay đổi cuộc sống. Kangen Water, the best water on earth.